Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tâm con chính thành
vì cầu đạo cầu bình nhà. Hòa thượng dâng lên kiến mẫu đăng trà, hòa thượng thiên dâng lòng tin quái thính được Chúa Thiên bầu cứu chung y. Cứ cùng chung y ăn ngồi chính vị mong ở trên giới quyền sửa trị bốn phương trong sáng hương long trời trong sáng nhớ như hương thần thống biến hóa bầu sửa sáng linh tử và thế ra hồi cùng xuân đôi ngang cùng đời vô cát riêng bồ tàu so mát đi chẳng thành đề nhị thanh thiết na vùng tỉnh nổi mẫu đề nhị địa tin vốn sâu sinh thành trên đi sông sơn ba tháng tiền mau ngày ngày mùng ba tháng tiền đội 11 tuổi sẽ xin phạm trần và hồi cùng để tam mẫu hương cũng thỉnh lời mong vui để tam xích lần lòng nở phương mẫu ngực biển đà thủy cung sớm kết loạt phòng ra kinh xuyên sớm kết đi loạt phòng tạo mai tiểu thiên đẹp lòng ở gieo oan lúc nhang xa nhiệt pháp giới mong ân chưa lật hai hồi sao vẫn kỳ sơ hết thương vân anh nhì hưng cũng giang bồ tát ma tát cũng giang bồ tát ma tát cũng giang bồ tát ma tát khai quang long nhang thập phương liều quang biên chứng đăng diên nga tinh tăng cung giang kỳ thừa hoàng lần cận phật thành tín trung vương xa thanh ra hồi cùng có linh chiến giá đức ông trần triều ngài có linh chiến giá các quan thủy bộ nha cùng là ô minh là hồi cùng ngoài đường đường cô đệ nhân na tức mà xưa là đất na trầm mọi là hồi cùng trên ngày vang công đức thánh nhà dưới đi từ phong sự nga vương cô đô hồi nga hồi cùng từ mơ trong gia thưa bể nga từ mơ thiên thoại cô bé năm lá cờ vua phong hồi cùng lập ở hướng đông người điện cô bé lấp ở đằng đông chiếc thoi cô bé tiền cửa ông khẩu treo về và hồi cùng long thanh kính nhà nhà dẫn một chuyện khói hương sống có nguyệt hương bay tình đời tin xuống về đây thiên dân thành mẫu giác ngày phù đường làn khói hương bà bay để ẩn hiện dạy cho dân xuất nền tu nhân ngày nay chăm họ ẩn cần dân văn sự tích tôn thần triều lễ
nhà hồ phê chất ngôi vua Thánh Nguyên xưa đến cung vừa chiều lan con đường thế kế thừa lòng ngài đói khổ tiến tay nợ nần bắc phương giặc dữ muôn phần mười nam thiên nhiên kiến sân ngọc gương sáng mời tới chân
trần vua Lê Thái Tổ ứng tuần mới ra. Oh,
trái đời đời đem cho trăm họ suốt đời được giàu sang.
trường sinh. Bà cho thị nữ bán lộc tài, các sự bình nhã học ngành, buôn bán nông trang. Bà về tiếp lộc an khang đời đời. Ai vì qua đất thọ sân nàng ghé vào bay huyết tôn thần chiều lễ. Xưa ra ở kinh thì thác về quê cũ đồ chỉ giúp dân. Cái thông chi thiên địa khẩm sai triều đình ra hồi cùng thay thứ đệ tam ma đức tôn thần có lớn thay thứ đệ tam ma khi thương thiên bảo đoạn tràng khác thường ra thế gian hồi cùng tiên man loạn thỉnh mời quan đệ tứ bốn quan ông rời cai ngự tiền công hồi cục đệ tử con na cúi đầu con đốn ngủ không thỉnh người con đệ ngủ tuần tranh. Nhớ đi thiên tổ đời sau
giữ gìn. Trần thế biết tay, Trần thế biết tay ra, Trần thế biết tay từ lên đông tài tim người dân gian tiếng đâu ai đó hỏi hoa. Văn sứ dâng lên tương lai, văn sứ dâng lên quan tuần tâu đối ơi chép biên rõ ràng đủ cho từng chủ bình an. Vì trước công đông cần đánh chứng minh bản đồi to dơ lên trình đôi chữ chứng sinh hê cho đôi chữ chứng sinh trừ phú chữ quỳ tăng tinh thọ trừng đồ cho giúp mạnh ca đường thank you.
Long hầu khâm ba. Khâm ba sắc tư ý chân ninh giang, chân ninh giang thiên vạn cổ anh hùng, bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải, bên sông tranh dập chân sông tranh ơi ơi, bên sông tranh non nước còn ghi trần tung hoành, lâm liệt uy hùng vương giang sĩ, mà ngày năm lưu đi dầu hoài linh, có ai đã về qua bên sông tranh có nhớ người trang sĩ tài danh trí tuyệt nở vời, dẫu rằng nước chảy cành hoa trôi bên sông tranh sầu khàn công người vẫn còn đã ghi loa đồng hỏi nước sông tranh đào thiên bách chiến tụng hoành là ai sông tranh tiếng nước danh tụng hoành dũng lửa cánh non bồng bồng lai khi chơi bạn chúc bạn mai bạn non tiệc ngọc vui vầy để sương ca sắc ra ban sắc ra ban đi linh đi thường đằng các chiều đi chi đằng phong công giang sơn gấm vóc đại đồng hàng năm ghi tạm tấm lòng để chung đi liệu anh khi liệu anh khi tiết quan vân lâm đi nước Việt Nam cuộc tay dân an kinh cần vô tuần sông toàn đang bận
ra vũ thanh tàng quan ngự động. Đời anh dũng lấy chúng đi làm gốm, đem thân mình làm đạo kim xúc pha yêu quý xa tắt sơn hà, nước non chiên giữa cũng là ngày mai sau. Nước non tạo hòa, nước non tạo anh hùng cải thế, dòng lạc hồng mà đàng giữa non sông nghi, giang sơn soi tỏ mặt hồng, dẫu dùng hàm em dạng hồng để phương phi. Đã nên đấng anh hùng để trương phù, vẫy lên đài lấp biển trời non, ngàn năm miêu và trang hòa, ninh giang tam phía sắc ngọc hoàng long lanh. Ai phép thần kinh hiện ta kiếp sợ khắp mọi miền non nước non sông. Và thế gian đồng bằng vô xa bát hải, đồng bằng quan triều điều thân đi anh linh na hàng hồi cùng đền dòng sớm hôm mai thánh châu bà vui vẻ ngơi đền dòng ngày chơi dụ chính nhà trên công đồng vào xa. Và thế gian hồi cùng tiên thánh thượng ngàn dân hoan na cho bà đệ trên ngàn đông quân tuần quán cho bà giang đà chứng đây ra hồi cùng toại phủ thiên thay đệ tam châu toại phủ thiên thay bật ra vũ làm dày cơn gió ra hồi cùng không sai do đi tự tì tóc chung đúng chung ngự độc cho ba cứu dân hồi cùng cho năm xuống nhất đi ai qua sông hoa hỏi thăm ta ngồi đền thờ ra hồi cùng sơ lục cung đường sắc phong hoa từ đầu cung đường vốn dòng hành thổ quỳ hương nón hà nhiều lúc gió
đồ ngoan nghèo, đường phố tiên độc suối đèo lô xô, dân hòa lạc hương phố sẵn sụp lụp xeo, tiếng hạc xanh xanh xa trồng thấp thoáng vui gây nhà. Liễu no đàn hát mà động sơn trang,
siêu giật thấp cao thu vui là thu yếu già hòa. Chân chùa tròn đôi này, chùa tròn đôi này thôi.
bao thân đồng chờ mong ban khen, biết bao thanh cờ chờ mong ban khen. Tây Việt Nam là quê biển đầy non cao đất đi. Người trần gian đông lắm chỗ lộc ơi, lộc trầu có ít trầu chia sao cho điều. Người trần gian chín đời mười trong ơi à. Bông bưởi táo dầu bạch lê hồng vài nhì thiểu tranh hiếm hiếm một màu phong nguyệt vô biên nên dựng hai quả đào tiền trầu đem về trên ngàn xanh cam quýt xung xuê à. Trong chân bước đều quỳ đầy hoa, bước đi bước theo nhịp trống hoa, chân bước đều quỳ đầy hoa. Bóng nghi rằng người tiên tử đang đi về bàn đền đấy, ông nghĩ rằng người tiên nữ đang đi về đền bàn đền đấy. Là ngày viên chợ đồng đăng kỳ lừa, chốn sơn lâm giật quạt bạt hôi hàn ơi à. Bạn tiên, các bạn tiên đông đỉnh ra
về, bát kiến hai xảo lắng hoa ngạt ngào. Sơn sông lô khi vào tuần hạc ngà, bát kiến ngồi đàn hát lưu lô. Rượu tắm miến đủ ba bò ơi à. Sơn thích ra nhạc hội cung bất lệ bao sai đi, bất lệ bao sai qua chim bay qua ngôi đền đèo. Xa thế gia hồi tốt tươi nhà bóng quan hoàng hoàng cảm thực sự tốt tươi ngồi ở trên dưới quyền sở trị bốn phương. Xa ra hồi cùng đến ăn hoặc đôi hồng đưa con lên ngàn đồng đồng súng nổ nha mặt vàng mất trời. Xa ra hồi cùng mặt đất lạ lùng ông hoàng bờ biển lên nha mặt đất lạ lùng gió ra hoàng bờ thoải ha chân rồng khác thường. Xa ra hồi cùng đôi sứ vào ra bắc nam mà đôi sứ vào ra đồn giang hoàng bảy ha bảo hà giang lâm ra hồi cùng thành đồng thập thang trắng thanh dừng một chuyện chín lần phải tấu cũng tình mời ông chín đến cơn môn. Thank you.
tăng cung giang khi thượng hoàng lần cận Phật thanh tin trung ương. Văn sư dâng lên tương lai, văn sư dâng lên đi ông về tô đôi ơi, chép biên rõ ràng đồ cho từng chủ bình an. Con được hưởng thay bình. Nhà có phúc sinh ra quan hoàng, chính là người thông minh chi dũng. Đi một mai này ông gặp hồ Long Vân. Sông lên nay đỉnh giáp non thần, thấy ông hoàng chín ông đang du xuân trên ngàn hoàng. Tung du đứng nghi tựa thành bàn, tai nghe tiếng ngã cung đàn màu là thông reo. Ông ngắm xem đỉnh núi chân đèo, giữa dòng nước chảy trúc reo quanh sườn gió thoảng đưa. Xa đường thoáng thoáng mùi nhạc, cũng gần một khóm mà xa hướng tới tân hoàng xiết bao. Ngắm hoa quan hoàng chỉ ngắm hoa, xích lại cho gần ngắm hoa hoàng lại tân ngân hoàng hải. Mắt nhìn đắm á đắm phương dài, mắt ông hoàng nhìn đắm đắm phương xa, thì đôi chim én nó đã tung bay. Quan hoàng thấy hay, hay thật là hay, nhìn xem cảnh ấy trong lòng hoàng cứ dồn sao. Bầu trời ai bán mà mua, mua trăng thì trăng ấy mới mọc chứ mua chùa chùa. Chú tiểu đồng ra đón đã đón chào, mời hoàng giải tòa để ông ngồi nghe. Sông thác
hãy tu đi rồi để ngày mai. Xưa nay sinh hoa ở đời ông hoàng giáng thế cứu người tôn sinh. Phật hiểu tình từ bi phổ độ quyết lãnh đường có con không khó. Tiệc vui hôm nay con triều đình ông chín là cơn về đến đây hoàng trừng đến mà hoàng trừng phù ông trừng tâm cho lòng thay. Biết ông ra biết ông ra thì ông đổ cho núi ngọc rời nón vàng, núi ngọc rời nón vàng nhất bằng không biết ông đi như nhát ngoài biển khơi. Chờ thế nào có xa gì, trăm năm ông hoàng tu đức cùng vì ngày hôm mà nay. Yêu bệnh tình các châu các bạn ai có bệnh thời mà quốc tất phải qua. Là ho hoàng nhắc ai như lấy câu này, nhắc ai như lấy câu này, càng nhiều tâm đức thì càng dày mà vinh hoa. Lòng trời thì lượng bề bao la, bước thân mà luôn mà chiếu dạng khắp hải hà sơn nà khê. Đã thương hoan hoang mà đã thương thì bàn sự chẳng nề, đã thương thì bàn sự chẳng nề, trăm điều trách lệch ông
cũng kê cho lại a bằng. Cát đăng thì thuận gió xuân đưa, cát đăng thì thuận gió xuân đưa, như suối quân tự mà đưa thương hào câu. Giàu sang ăn tiền tài thời danh lợi mà giàu sang, trở về cát bụi thì cũng chẳng mang được gì. Vì sao? Bởi vì sao? Sống mới phải sân si, bón chen gánh ghép mà làm chi à? Hỡi người, cho nên sống ở trên đời đừng mà nên cay nghiệt mà buông lời thị phi. Ai có tâm, ai của tâm thì cũng hãy cho đi, để tiếng thơm còn mãi khắc ghi muôn đời. Chăm sóc dồn về biển khơi, mấy ai được chữ thành thơ. Vì xa dẫu nghèo cùng chờ thành ma, mà dẫu nghèo cùng chờ thành ma, bốn dài hai dòng với ba tấc đào. Cho nên sống phải làm sao á, cho nên sống phải làm sao, tu nhân tích đức để trời cao luôn tỏ tường. Nên xạo trá mà bất lương, âm mưu thủ đoạn sẽ tha hương bất ngờ. Bao công lao đắp biển phun trồng, bao công lao đắp biển phun trồng, tươi lan lan tốt mà vun hồng là hồng tươi. Phong cách điều được bức tranh nhà ông đang ngự đồng, vòng vàng nhẫn ngọc luồn tay cổ
khách chân nòi theo hoa. Trong bao nhiêu tuổi trắng già, ghế hoang nắm đi bao tuổi vẫn nói người chân. Thế gian nhớ miệng hoàng cười, nhớ câu hoàng nhu, nhớ lời hoàng truyền ba. Đời người chỉ ngắn tấc ngang, các tu nhân thời tích đức mà ắt về vang trong gia đình. Xanh cành nhất tâm đời tu đức ông dành phần cho. Người ơi đừng vội chớ lo, mà người ơi đừng vội mà chớ lo, cõi tu như biển rộng khéo dò cũng tới nơi. Xây mà để rồi làm mà chi, cuối cùng chẳng đem mà đi, mà đem đi cũng chẳng có làm gì cho ai. Cho nên đã có lộc lại có tài, nhưng phải có phúc để đồng thọ hoan hoàng ngài ban cho. Thế nào lòng hiểm già gian, con kẻ nào lòng nghiệp giả gian, đào điên cháu chờ ông xóa cho tan hết sạch nhớ lâu. Ai thì chung đức độ trước sau, mở đường hạnh phúc ông bắc cầu cho binh. Ông cho rộng cửa cao nhà, ông cho rộng cửa cao nhà, cho mướn may thời bán đất lộc thể đã luôn thịnh tha cường. Chờ mọi điều qua cơn bi cực sẽ tới chiều thái lai.
xiết bao bệ ải quân ân bán tay tiếp lộc thi nhân thi tử cắt đăng thi tuân dò xuân đưa như suy quân từ đưa thư đi hào cậu sức nghi được thao gặp cơn sóng gió bán đảo mười hai cửa bể sớm mô chiều cơn môn dựng cờ xoanh lịch nghe lệnh ông truyền nghiêm chỉnh bà quân quyết lòng vì nước vì dân chân an cửa bể dẹp quân bảo cương ông mở đưa dân an cuộc thái dân phép bầu tiêu độ nghe nhân sinh hồi cùng sáng thanh anh hồng thấp thoáng trắng thay ngày an có đức nga thanh bình ra đời thank you.
thoáng trong thành nhi nghề an có đức thành mi xa đời. Có chữ Nam Mô, có chữ Nam Mô chân kinh, có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoàng vô trầm đồng hoàng bề có em thần thờ. Văn sư dâng lên thương lại mắt xuống lên hoàng cười to đôi chép biên do làm đồ cho và hội đình nhạt bị nhát tụ cho bản một binh nhát làm mặt kim thấy lục này đi xa bốn phương vọng là căn quá vàng khối dâng lên ra chủ con đi vàng khối dâng lên ông mười tâu đối ơi chép biên rõ ràng đồ cho từng chủ bình an. Hoàng cả hoàng hai tấu trình, hoàng cả hoàng hai hoàng bơ hoàng bấy tấu quan, hoàng mười trình lên tập nhị sơn trang. Đôi chữ chương sinh thế cho đôi chữ chương sinh giật nát cả thành sự ca chơi bời quan thần phải đã làm tu phải đang làm tôi quan thần phải làm tôi trên thần lòng trời dưới thuận lòng dân một lòng chẳng dám đơn sai. Và
vàng khối dâng lên kim ngân, vàng khối dâng lên đi ông mười đầu đối ơi, chép biên rõ ràng đồ cho các chủ bình an. Các chủ bình an, đồ cho các chủ bình an, chư phù chư quý chư sang chư giàu, đồ cho trong tuổi sống lâu. Hoàng cả hoàng hai tấu trình, hoàng cả hoàng hai, hoàng bơ hoàng bấy tấu quan, hoàng mười tấu lên thập nhị sớm trang. Áo lược quần là cô cả, áo lược quần là cô đôi tươi tốt như hoa trên cảnh cô ba chơi cảnh hồ tiên. Tay mang kim ngân dâng lên, tay mang kim ngân không mười đầu đôi, chép biên do giặc độ cho từng chủ bình an. Từng chủ bình an đô cho từng chủ bình an, làm mắn kim thuê lộc tay đi xa bốn phương phẳng lặng căn khoa. Dẫn lòng trời dưới khuất lòng dẫn một lòng chẳng dám đơn say. Hoàng cả hoàng hai tấu trình, hoàng cả hoàng hai, hoàng bơ hoàng bấy ông người Nghệ An tấu lên thập nhị thiên nàng. Áo lực quần là này cô cả, áo lực quần là cô đôi tươi tốt như hoa trên cảnh cô ba chơi cảnh hồ tiên. Chơi cảnh hồ tiên cô nàng ba, chơi cảnh hồ tiên sẽ mây mà xuống ơi kết miền tri ân nàng tư, chơi cảnh tùng lâm. Sáu đâu đây cô nàng năm mi, nàng sáu đâu đây ra tay mà giúp ý việc này cho xong, nàng bảy tắt lấy lưng ông. Tay mà kim ngân dâng lên, tay mà kim ngân ông mười đầu đôi, chép biên rõ ràng đồ cho gia chủ bình an. Chủ bình an đô cho chủ bình an, phúc lai tay tông mọi đường hành thông, chữ rằng thanh rằng yêu ân nàng.
văn sư dâng lên bản hồi con đi có sư dâng lên ông mười tâu đối ơi chép biên rõ ràng đồ cho các chủ bình an. Gia chủ bình an đồ cho gia chủ nhan làm mặt kim thây lộc tay để xa bốn phương vọng nặng căn quá. Vọng lặng căn qua bốn phương vọng căn qua trên thân lòng trời người thuận lòng vẫn một lòng chẳng dám đơn say. Dâng lên đi khăn hầu áo ngự dâng lên ông mười tâu đối ơi chép biên rõ ràng đồ cho đệ tử bình an. Vàng bạc tiền xung kim ngân vàng bạc tiền giang ông mười tâu đôi chép biên do rằng độ cho đệ tử bình an. Xin ngoan mười ngày nhật cho say chấp hoa giao kết mừng ngày tiệc vui để tay tiên chúc trên diệu đạo xưng lên cung vô dân lên để tạ màu các cô quyên vào đà vào rước ông hoàng mười sợi ô sợi rước ông hoàng mười sợi tay thiên à, rót chén rượu đạo dâng lên cung vua điện thần tam tứ phù đề các cô nâng mới là mời
rước ông hoàng mười sợi ô sợi rước ông mười sợi bắt đầy đánh tiên các cô rót chén rượu đào dâng lên cũng dâng lên tam bầu các cô khuyên vào là vào rước ông hoàng mười sợi a sợi rước ông hoàng mười sợi chư đất lê quê thôi mà nghề ăn chư bạn hồi con ngày hôm nay tiền sưng hoàng miếng chù câu đầu để các cô kinh dâng lên đức hoàng biết ông mười ra ông mười mà đồ cho
thuần vừ thuần cả trong đứng đó, thuần vừ rồi lại mà thuần trong như rằng thuyền xuôi một bến như nước sông Lam mà suối một đi dòng. Thời ơn trên thì như biển như rời, ơn hoàng có nguyện sẽ làm tôi cho tới trọn cuộc đời. Lộng tay xe mây băng ở trên kia, xe nắng mây vàng tôi còn xích điều ông mây hoàng về chân thủ nghề a ra hồi cũng ngang xa hạt mùi bông gió mưa, ngang xa hạt mùi một sai cô cả ra hồi cũng bông lá lại tài hai họ hồi cùng mặt xưa lưu dấu cờ thiên trời nắng sinh thánh thật lòng hóa thật. Đi về nên sớm khuya
đức hành khách với phong tư đức hành khác là vời mẫu ban coi nhà sóc trong ngoài vào ra hàng bạc hàng gai hàng hồ hàng
bác hàng anh, hàng buôn hàng tiếc hà hay hàng khầy tình tình đang tình ta tình tình đang hàng điếu hàng gầy tình tình hàng điếu hàng gầy hàng lờ hàng cót hàng mây hàng đàn tình tình đang tình ta tình tình ta kim hàng than phố mới cúc kim hàng than hàng ma hàng mắt hàng ma hàng đồng mờ tinh tinh tam tinh ta tinh tinh ta hàng đón cầu đông hàng mũi hàng đắt cầu đông hàng hòm hàng đầu hàng bông hàng bè tình tình đang tình ta tình tình ta hàng bát hàng tre hàng thùng hàng bát hàng tre hàng vôi hàng dây hàng thế hàng gà tình tình đang tình ta tình tình ta đến phố hàng ra qua đi đến phố hàng ra chạy xem phố thật này là cũng hà sinh nhà tình tình đang tình tăng đang tình tình tăng từ đất long thành phố hoa từ đất long thành phố giang mắc đường quanh nhà bàn cầu tình tình tang tình tang tình tình ta thượng thịt ngự đồng ra hồi cùng khuya sớm ra vào bản đền đây khuya sớm mà cậu bé ra vào đêm đêm non nước ngã mảnh đào cậu bé khi tâu ra hồi cùng chương trình tối nay tới kết thúc xin quý vị và các bạn chào tạm biệt.